Những ngày gần Tết Trung Thu, nhiều phi công đã phản ánh khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài xuất hiện vật thể bay không người lái và đèn trời có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Riêng ngày 23 tháng 9, có 4 trường hợp tổ lái các chuyến bay thông báo phát hiện đèn trời và các vật thể không người lái trong quá trình tiếp cận hạ cánh, cất cánh lấy độ cao ở khu vực thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Qua kiểm tra xác minh, công an các xã phát hiện phía đầu tây đường cất hạ cánh, khu vực xã Thanh Xuân tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu có thả đèn trời và phía đầu đông đường cất hạ cánh thuộc xã Xuân Nộn có thả diều. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thiết lập sơ đồ các vùng ảnh hưởng đến hoạt động bay của đèn laser, đèn công suất lớn trong tài liệu khai thác sân bay, gửi đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và chính quyền địa phương để phối hợp kiểm soát. Trong đó, khu vực bay bị ảnh hưởng nặng bởi laser, bao gồm toàn bộ huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Yên Phong, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thôn Thượng Lễ, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.